Liên quan tới vụ việc 6 người Việt được phát hiện qua đời trong khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok ngày 16 tháng 7, tờ Bangkok Post cho biết, cảnh sát Thái Lan vừa công bố danh tính của các nạn nhân. Cụ thể như sau, Chom Serin, 56 tuổi và Dang Hung Van, 55 tuổi, cả hai là người Việt mang quốc tịch Mỹ. 4 người còn lại mang quốc tịch Việt Nam bao gồm Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi, Phạm Hồng Thanh, 49 tuổi, Trần Đình Phú, 37 tuổi và Nguyễn Thị Phương, 46 tuổi. Trong đó, Trần Đình Phú, người được biết đến là chuyên viên trang điểm makeup artist có tiếng trong làng giải trí Việt Nam, thường được gọi là Phú Gia Gia. Thông qua trang cá nhân và fanpage, Trần Đình Phú sinh năm 1987 chia sẻ, anh làm việc với nhiều sao Việt đình đám như Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 Trần Thị Thu Uyên, Á hậu 2 Miss Grand Việt Nam 2022 Trần Nguyên Minh Thư, nghệ sĩ ưu tú Linh Nga, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu. Đáng chú ý, chuyên gia trang điểm Phú Gia Gia còn phụ trách trang điểm cho nhiều chương trình thời trang sự kiện trong nước. Bên cạnh đó, chuyên gia trang điểm sinh năm 1987 này còn đảm nhận vai trò giảng dạy truyền đạt kinh nghiệm về nghề trang điểm. Theo bài viết gần đây nhất, chuyên gia trang điểm Phú Gia Gia cập nhật hình ảnh clip anh trang điểm cho nghệ sĩ ưu tú Linh Nga và nhận được nhiều lời khen ngợi từ dân mạng. Ngay sau khi nhận được thông tin đăng tải về sự việc thương tâm xảy ra, đã có rất nhiều người quen không khỏi đau xót trước sự ra đi đột ngột của anh. Trên trang cá nhân của anh B, dưới các bài viết là vô số bình luận bày tỏ lòng tiếc thương. Cũng có nhiều người vẫn chưa thể tin việc anh B không may gặp nạn nơi xứ người là sự thật. Em cầu ông trời người đó không phải là anh. Em cầu xin ông trời giúp anh bình an trở về anh ơi. Dưới bài viết của anh B, chị LLHT không khỏi xót xa bình luận. Chị HT cũng chia sẻ thêm, mình ở Thái lúc cảnh sát đến chỗ này, mình cũng ở ngay đó và đứng chờ xem, rất rất đông người, nghe là người Việt. Nhưng về tới nhà mới thấy thông tin và họ tên ngày tháng năm sinh, sao giống anh B quá. Anh đã trang điểm cho mình rất nhiều lần từ lúc mình còn nhỏ xíu tới giờ, anh vẫn trẻ và khỏe mạnh mà. Mình không tin là sự thật mọi người ơi, cơm trên bàn room service, bàn phục vụ trong phòng mang lên anh vẫn chưa ăn. Nhiều cư dân mạng cũng không khỏi thương tiếc xót xa trước sự ra đi đột ngột của Trần Đình Phú. Thương tiếc cho một tài năng của ngành trang điểm. Không tin anh đã ra đi, người thầy em luôn ngưỡng mộ, luôn động viên an ủi em. Sáng 17 tháng 7, khi phóng viên đã liên hệ theo số điện thoại để liên hệ công việc với phía chuyên gia trang điểm Phú Gia Gia, nhưng chưa nhận được phản hồi, hiện sự việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dư luận. Liên quan đến vụ án, Thiếu tướng Thiradet Thumsuthi, chỉ huy điều tra của Cục Cảnh sát Đô thị Bangkok cho biết, nguyên nhân ban đầu khiến 6 người qua đời được cho là do chất độc. Các nạn nhân đến nhận phòng vào các thời điểm khác nhau lần lượt trong ngày 13 tháng 7 và 14 tháng 7. Các nạn nhân được cho là có quen biết nhau. Khi vụ việc được phát giác trong phòng khách sạn ở tầng 5 có 6 cốc đồ uống và 6 suất đồ ăn. Theo điều tra của cảnh sát, 6 người này dường như đã uống cà phê và trà trong phòng khách sạn trước khi họ ra đi. Song chưa rõ các nạn nhân đã dại dột hay bị đầu độc, cảnh sát vẫn đang mở rộng hướng điều tra. Trung tướng Thiti Sansawan, ủy viên cảnh sát Bangkok cho biết thêm rằng không có dấu hiệu nào của việc xô xát và cả nạn nhân đã lên kế hoạch trả phòng trong ngày 16 tháng 7. Hành lý của họ đã được đóng gói xong. Hiện Thủ tướng Thái Lan đang chỉ đạo khẩn các cơ quan chức năng Thái Lan sớm điều tra, làm rõ vụ việc.